Mario sẽ làm bánh. Bánh này là một loại bánh mà cả nhà mình rất là thích ăn đúng không? Đúng rồi. À, nhưng mà quan trọng nhất là hôm nay mình nhận được lời thách đấu của cô Thúy Hạnh và hai chị Suli và Suti. À, là bây giờ gia đình mình sẽ làm bánh rán có sáng tạo hay không? Cho nên là mình hôm nay mình sẽ làm món bánh rán ha. Đây, đây là món bánh rán bữa nay mà mẹ Hà và Cherry và Rio sẽ là bánh rán một pha sẵn. Con trước là một tô. Rồi, bây giờ ai phụ mẹ nào? Ta. Bây giờ con sẽ dùng kéo con cắt bánh. Bây giờ mình sẽ dùng một bịch bánh này trước nha. Còn bịch bánh thì mình để lại mình để làm sao mình làm đúng không? Rồi Rio ơi, con cắt cẩn thận nha. Con muốn cắt cho mẹ Hà. Rồi, anh hai cắt nửa bịch sau đó để cho Cherry cắt được không? Đó. Đây mẹ phụ nha, mẹ cắt thêm bước đầu tiên nha. Đó. Rồi, con cắt tí xíu là để cho em cắt. Không được. Rồi, thôi để cho Cherry cắt thử nha. Con làm trước nha mẹ. Không biết giờ này cả nhà mình có like chưa nhỉ? Con giữ nha, con giữ cái miệng như thế này. Thôi bây giờ mẹ Hà phủ nhé. Rồi. Xong bây giờ mình đổ bột ra. Ta vẫn đổ bột. Hết nữa. Ta làm trước. Bây giờ bánh tù xì. Bánh tù xì bạn nào khác mà nó đổ bột. Nắm bầu xì nó ăn đèn ra. Lẽ bánh tù xì ra cái gì ra cái này. Rồi ok. Mama. Rồi ai đổ nửa bịch sau đó để cho em đổ ok. Mama. Để thấp xuống để cho bột của mình nó không văng lên trên nha ta. Đây rồi cho em rồi, ok rồi em đổ nè, thì em sẽ đổ ha. Lần này lần cuối cùng là em làm nha, là em quậy nha nha. À. Ôi thôi em được làm trước chưa? Không, con mới đổ xong rồi mà. Không em làm bánh trước chưa? Không, bây giờ đến được, bây giờ mỗi lần làm cho bánh sushi ai thắng thì người làm trước, ok? Dạ. Hồi nãy Rio thắng rồi. Rồi ha, bây giờ mình sẽ đổ nước vào. Thật ra cái bột làm bánh tráng này nó rất là dễ, chỉ cần đổ bột, chỉ cần bột và nước thôi, không cần nguyên liệu gì cả. À, đây mẹ Hà sẽ lấy một chén nước. Tiếp đó mình sẽ đổ mấy cái bánh nữa. Yeah.
để bộ trong khoảng 10 giây. Ở đây có hướng dẫn rất là dễ. 1, 2, 3, 4, 5, 5 bước là xong. Có hướng dẫn. Ai sắp mới có 4 mấy giây à, đã thích xíu nữa. Các bạn cẩn thận nha, bếp nóng nha, trò chơi đi quậy bột mịn quá. Bột này hả, Cherry mà quậy mịn vậy chắc ai cũng quậy mịn được quá Cherry ha. Rồi. Rồi được rồi, bây giờ mẹ sẽ để bếp qua. Đẹp quá, tròn quá. Và cô, yeah.
các trường bị hư nha mẹ. Bây giờ mình sẽ đợi 1 phút 30 giây. Bắt đầu. Cho lúc đó thì mẹ Hà sẽ coi xem là cả nhà có ai comment cho mẹ Hà không. Để là chào đến tất cả mọi người nữa chứ. Nãy giờ ra làm bánh không? Cho đi con không được làm đổ ra ngoài nhé. Chưa ơi, con đang làm gì đó? Con đang chia cái bánh. Ôi,
mà không có trang trí bánh đó, thì làm sao mà mọi người thấy được là bánh của mình có đẹp hay không, đúng không? Chú mở đèn làm bánh khác không coi nha. Ừ. Thì con muốn sao? Con muốn đổ thêm một cái nữa hả? Con trang trí xong con mang bánh này, mẹ làm bánh khác không coi nha, con muốn trang trí. Ok. Rồi. Đây mẹ có cái bánh này cho con. Để con trang trí. Hồi nãy các bạn đã rửa tay chưa? Dạ rồi. Mình nhớ là khi mà mình làm bánh ăn thì mình phải rửa tay thật là sạch sẽ nha. Đây là cái thân cây cho em Cherry. Này. Để Cherry con làm không mai đi. Hát đi con, đừng cắt như vậy. À con cắt rồi, con muốn cắt sao con cắt? Mày cắt một con đi, con không làm được. Ok. Hay là con trang trí mặt trời bằng bút đi. Mẹ cắt một miếng thử rồi con sẽ thử cắt nha. Đây là một tia nắng đây. Đây là một tia nắng. Rồi con cắt tiếp đi, con tự cắt đi nha. Con cắt làm nhiều tia nắng nhỏ xong đó mình sẽ xếp lên. Hình như là cái bông hoa của Cherry nó bị méo méo thì phải. Sao cái bông hoa của Cherry nó bị méo méo vậy ba? Hình như là bị méo méo Cherry à. Đẩy ra tí xíu nha. Rồi tiếp đi con, hết luôn. Bông hoa này mẹ ơi, cắt không nhận được. Rồi mẹ sẽ phụ con cắt nha. Con một miếng cho mẹ. Ăn một miếng rồi, ok, cho Rio ăn thử một miếng luôn. Rio ăn coi ngon không? Ngon không? Nói nghe nhỏ quá. Ngon như thế nào, thơm không? Gì đâu á mà làm chưa có xong mà muốn ăn không chưa hết trơn. Chán ghê không? Kiểu này chắc thua nhà chị Thúy Hạnh quá. Chị Thúy Hạnh ơi, chị thích ấu em và chị cho em làm với lại hai cái em siêu quậy này, một em 5 tuổi một em 4 tuổi, khổ quá. Màu ăn mặt trà bằng quá bà. Em đồ bông hoa gì kỳ vậy em? Bông hoa đó bằng trao lá. Em muốn làm kêu quy bà. Đây lá không? À, anh hai làm thêm hai cái lá. Cái gì vậy Cherry? Áo mặt trời màu xanh á con. Giống cái vợt đến bóng bàn á. Đây nè, mẹ làm hai cái lá nè. Đó. Rồi cái ông
mặt trời, con làm màu cam đi, làm màu cam nào mặt trời đây tiếng A nè. Đó, rồi vô làm mắt con mặt trời không? Bông hoa của cherry có bao nhiêu cánh đây? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 cánh. Hay 10 cánh hoa. Con gì vậy cherry? Con bướm hay con bọ? Con bọ. Con bọ nè. Các con làm ăn mặt trời đi. Con làm mặt trời nữa hả? Bây giờ phải đổ bánh mới làm mặt trời được. Em là mặt trời không? Ngày cái tấm hoa hải phát vô như vậy nè. Cái mở cái mẹ chưa là con làm cái miệng không cho á. Con mở cái mẹ chưa chụp hình là sao mà mình chụp chiếc miệng nhỉ? Wow, thật là đẹp quá đi. Mình đã có hai bức hình. Cha con ăn một miếng nha ba mẹ. Ok, ăn đi. Vậy là mình đã hoàn tất tác phẩm của cả nhà mình rồi. Hy vọng là sẽ được các bạn khen. Mặc dù là hơi cười bóp một chút. Chúc cả nhà ai mà có tham gia cuộc thi sáng tạo bánh tráng này thì sẽ trúng được nhiều giải thưởng hấp dẫn, và quan trọng nhất là trúng được một chuyến đi nghỉ hè đi Nhật cùng gia đình nha. Bye bye cả nhà nha. Bây giờ phải qua làm thêm một cái bánh tráng nữa cho Cherry làm đó. Rồi chị tự qua chị làm cho mình. Cherry bye bye các cô chú đi, rồi con làm tiếp. Cái lượng ba hải cái bye bye.